bắt đầu giao thừa nghe các bạn. Hiện giờ là 11:30, mình quay cái không khí chuẩn bị giao thừa cho các bạn xem. Trong trận bán kết lượt về sẽ còn lớn hơn nếu như không phải là những trận đấu đẹp không? Đây là những trận lượt về điện thực tài nói gì cũng xong các bạn. Mình thích ở hiện tại vì bởi vì đang có một thờ chấm mình chuẩn bị mình bay ở sau này ở ngoài sau sông này mát thoáng mát các bạn. Chuẩn bị bay. Đây con phong tông của mình đây các bạn. Mình chuẩn bị bay ra ngoài. Xem nó đốt pháo hoa nha các bạn. Và máy quay mình đặt đây. Đây mình ở sau sân này nè các bạn. Bay ra ngoài gần lắm. Khoảng cây mấy số. Cây mấy 2 cây số. Chuẩn bị đó, các bạn thấy không, trên cầu Thiện Đức á, bà con bây giờ cũng lo, ai cũng lo về nhà nấy. Có những người trẻ thì đi ra ngoài xem đốt pháo hoa, những người lớn thì lo gia đình thì chạy về nhà để mà chuẩn bị đón cúng đón giao thừa. Đó là đài truyền hình Vĩnh Long đó các bạn. Đó, một lát nữa là đốt ngoài đó đó các bạn. Xa xa ngay cái hướng đèn đỏ đỏ đó. Thì em nói năm nào cũng bắn súng năm 10 phút trưa. Cái gì năm nay em chưa biết em cúng chưa. Gần nó không đẹp không? Đốt gì thưa quá. Đó, từ từ. Từ năm nay đốt trong quán trường chứ ngoài ngoài chiếc tàu coi. Chiếc tàu luôn, chiếc tàu. Hả? Ừ. Chiếc tàu. Ôi lại cam mình đi tới ngoài luôn hả? Cha, chiều ơi, gần quá đó chiều. Cho nó dưới xích vô này đi. Không có được, em nói là em thấy gần lắm á. Vô đi, rồi người ta đi nữa, người ta bay nữa, mất công phiền lắm. Nó mới về bớt đi. Không ai bay đâu. Chưa chắc là. Không ai bay đâu, nó, nếu mà bay thấy đèn, thấy đèn à. Thôi, nhưng mà anh xích vô trong này đi. Nó mới bay kìa, nó mới bay nó thấy nào nó nghe nổ rồi, nó không có chuẩn bị tại giờ đốt sớm. Đốt sớm hơn phải không? Được rồi.
đó bay tới kìa, thấy không? Đó có bay chưa đó. Đó người ta mới bay tới nữa kìa. Đó đó thấp đó anh, đỏ đỏ đó. À, đỏ giống con hiển lắm á. Giống đỏ con hiển đó. Nhiều khi có đầy đường hình sao? Anh cho nó về bớt trong này đi, cũng thấy gì anh gì mà ra thuốc rồi đó. Cho nó bay về bớt đi. Ờ, về đây bớt đi. Đốt gì nổ không á, xôm gì. Đi nó nổ nó cái chùm của nó tủa ra nó đẹp không? À cho bay về bớt đi, về bớt đây nè. Cũng thấy vậy chim mà cao dữ vậy. Giờ nó thấp chút xíu. Thôi. Anh cho xích vô trong này mà thấp thì xích vô trong này á. Gần hết rồi, xác định liền. Còn nữa đó. Ồ, cái đó đẹp đó. Đó, mấy cái đó đẹp á. Cái đó đẹp á. Cái đó đẹp á. Nó bóng vào ngày thứ hai á, bóng vào ngày thứ hai. Anh cho về xích cho trong mình chút đi. Rồi hả, cho thấp xuống chút mà vô trong mình chút á. Ơ, chi chứ màu đỏ nó hết chiêu kìa. Ơ, chứ màu đỏ đang chiếc mặt của nó. Đỏ này nè. Của mình xanh với đỏ luôn. Đâu rồi chứ mà chiếc đỏ đâu rồi? Đó, chiếc đỏ kia rồi, chiếc đỏ. À, nó lùi về rồi, nó lùi về. Nó lùi về. Bơ đang làm gì đó? Dạ, con đang coi ngắm cảnh. Ngắm cảnh đốt pháo hoa hả? Ờ. Đúng rồi. Nhìn kìa các bạn trên YouTube. Các bạn trên YouTube nữa kìa, trời ơi, các bạn trên YouTube. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi. Các bạn YouTube, các bạn YouTube nhìn kìa. Các bạn YouTube. Quá chừng luôn. Quá chừng luôn. Quá chừng luôn. Wow. Thả tim luôn. Thả tim luôn. Các bạn thấy nè, ông nội mình đây. Nội mấy mình bài mình xanh xanh đó. Mấy bài. Bài quay đốt pháo hoa, đốt nhân thượng. Chứ mà đỏ nó đèn nó lu quá. Ít nè, chứ mùa năm mà nó bay ra ngoài nè, nhóc hết trơn luôn. Mà năm rồi nó đốt xịt ra, hả không? Tết này không xịt không. À. Ở đây còn đốt cái đâu đông người ta đâu, mà nó đông lắm đó bây giờ, hả không? Đông đông nè, nghẹt luôn á. Nghẹt luôn á. Cầu Đức, cầu Thành Đức. Với cầu Bạch Đằng kìa, cầu Bạch Đằng cũng có người ta đầy hết trơn kìa. Ờ. Tại vì nó không có sáng, không có thấy rõ. Phóng ra xa nó còn mấy phút rồi nhớ chưa gì. Nãy giờ chưa chắc 10 phút chứ gì. Đâu mới 6 phút mà. À, đốt nó 15 phút lận hả? Để ai nói. Chung. Đâu mới 6 phút mà bắt đầu là ba ghi hình tới giờ là 6 phút mà. Coi như 7 phút quá, nãy chuẩn bị này kia nọ nó nổ. Máy bay nổ rồi, tao bay về rồi, máy bay kia kìa xuống rồi. Máy bay kia xuống rồi đó, xuống tới gần tới nóc nhà đó. Đi về đó, đỏ đó anh chịu.
dưới thấp luôn rồi, nó về rồi, nó về rồi. Sao nãy con nói gì các bạn trên YouTube sao? Nhìn kìa, đẹp quá hả? Hết thì đó các bạn. Con có chút chiếu mà con nói các bạn. Trên YouTube là phải kêu các bạn chứ. Con tên gì? Dạ con tên Ngô Toàn Đạt. Ngô Toàn Đạt. Con bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Con 7 tuổi mà con nói các bạn. Nếu mà các bạn trên YouTube phải. Các bạn trên YouTube thì đó các bạn rất mong đợi đúng không? Đúng không ông nội? Trên YouTube là các bạn đúng không ông nội? Wow. Đó chiếc máy bay đỏ đỏ nó rà rà đó, hơi thổi trong nhà chút mà. Giờ nó chưa về phải không? Chưa, nó còn ở đó đó. Rồi, sắp hết. Rồi, sắp hết rồi. Vậy là 15 phút gì? Nó có 8 phút mà. Không, nó ngưng nhận chút, nó còn một hai cái đẹp lắm rồi nó mới tắt luôn. Chứ em biết hay. Thường vậy đó. Đó, nó chuẩn bị đó. Thường là vậy đó. Đó, thấy không? Cái cỏ nó bay thấp xuống dưới rồi kìa. Đó là rạ xuống luôn rồi. Bay đã bay đi. À, cánh xuống từ từ ngay cái điểm xuất phát ban đầu. Dữ vậy, dữ vậy. Mang qua máy bay đã về.